Hello, chào bạn nhé. Thì thông báo cho tất cả các bạn một tin vui, đó là trong tháng 7 này, nhà phát hành chơi lớn sẽ tặng free cho tất cả người chơi con mô tô 12 kỵ binh lửa. Hay là con này vừa đẹp mà vừa mạnh nữa các bạn. Con này là dòng 12 nhé các bạn, chứ không phải 11 đâu. 11, cái con 11 của bếp này bữa giờ mình chưa muốn review nữa, bởi vì 11 là nó ngang dòng B thôi, còn con này là 12 nha. 12 sức mạnh nó sẽ ngang với dòng A, mà con này là top 1 M2 nữa nha các bạn. Ghê chưa? Nhưng mà các bạn phải đăng nhập đủ 21 ngày trong tháng này thì mới nhận được nha. Các bạn làm xuyên đăng nhập đi, bởi vì con này ngon. Bây giờ nó còn được thức tỉnh nữa, rất là xịn. Hôm nay chúng ta sẽ đi thức tỉnh và test sức mạnh của em nó ở thời điểm hiện tại nha. Nếu đã thức tỉnh thì mong mua thêm, nhưng mà bình thường các bạn thức tỉnh nhiều xe lắm kìa mới thiếu thôi, chứ đã thức tỉnh này mà thấy nhiệm vụ nó cho cũng nhiều. Ok, và sau khi thức tỉnh, wow, bút bút mạnh luôn các bạn, tốc lên được 100 mấy nè, đẩy tốc sức mạnh đi cho 7 mini bút bút chỗ này mua. Thời gian nạp là thu khí đó cũng được tăng, thời gian mini boost nữa tăng ác luôn á. Còn về skill nó là hai lần xài nitro thì các bạn sẽ nhận 15% tích nitro và được boost tốc 4 km trong 3 giây nha. Đớp 310.8, gần 311 luôn á. Skill 34.8, bắt đầu nè, 38.8. Wow, xe đời cũ mới tở lên tốc không kém như xe bây giờ luôn. Bắt đầu skill 32.7. Bằng phách Ngọc Long luôn. Đại gia ta. Top 1 xe A và top 1 mô tô. Các bạn thấy con mô tô này chiến không? Đỉnh. Cho free là quá ngon luôn á. Hai lần dạy nitro là bứt tóc nha. Có nó cho một cục nitro nữa. Ê, này cái hình ảnh nó bị lỗi sao bắt đầu nó cái nó không bốc lên các bạn. Phải thiệt, bắt đầu không thấy nó dính cái bánh lên như mọi khi nữa, cái đầu nó không bốc lên, nó vẫn muốn tốc bình thường nha. Nãy mình tới tốc độ là thấy nó không dính là nó cái kỳ rồi, lỗi sao á. Này đu free mà đu ghê em, mà xem mình cũng free chứ bộ. Bây giờ là con này free nha, ngăn kèo thôi, ngăn kèo thôi, chứ đừng có đổi thừa là mình hơn xe nha. Mình cũng hơn xe, mình cũng là xe free đấy. Má bị đích ảo vậy, không chạm vào đích luôn. Rồi rồi rồi, ông trùm tên em rồi. Y mà tim anh tim AZ nữa. Quá vậy. À, nguy hiểm quá các bạn ơi. Nó không tốc độ bằng thừa. Mô tô đã khó chạy rồi, gặp chúng cũng mấy cái mã map như này chứ. À, đúng tăng độ khó luôn. Múa vẫn dẻo, múa vẫn dẻo. Nhưng mà chưa kịp cái thằng T5.
Không, nó gần mình thôi, một tí nữa thôi. Này cô kéo nitro nè. Lọt đi. Bay tắt nè. Bắt đầu các kiểu là điếu. Không ăn thua các bạn à. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì múa cỡ nào cũng hoàn luôn. Thằng này team AZ nó đùa cũng hay nữa. Cua tạo bút sống nó đúp tê rốt nha. Mà mấy bạn chạy văn phách cũng không quan tâm lắm. Con này cái skill nó boost thời gian ngắn nhưng mà được cái nó cho nitro nhiều quá. Cái hai lần là nó phát động rồi, cho một cục nitro. Nó là nè. Nó nhấc đầu xe không nói. Nó bắt đầu kéo nitro tốc độ cao. Moto có skill bắt đầu nên nhiều lúc tốc nó cao. Mà chạy map B này không hợp lắm, con này nó chạy gọi là thần của đường trường á. Kéo nitro nhiều quá là mình ít xài nitro là skill nó phát động với lại lắm. Tại cái skill của này nó tác động không lâu quá mà. Chứ không phải là giống như một số con như giống như con hổ á, lửa. Tuy hai lần xài nitro nhưng mà nó thời gian tác động của skill nó rất là lâu, con này thời gian tác động nó ngắn các bạn. Con này nếu mà đánh giá sức mạnh ở thời điểm hiện tại thì nói chung ngày trước thì bá thôi, bởi vì cái skill này 2 năm trước luôn mà. Và thời điểm hiện tại thì skill này bình thường, được cái sức mạnh cơ bản xe ok. Đánh giá thì mình nghĩ nó chạy rồi cũng ngang cái con Renault Sebas mua này á. Nhưng mà bỏ skill chống độ thôi nha. Tại cũng có skill 2 lần xài nitro nó cũng ngang ngang các bạn ạ. À. Chạy mô tô mà còn phải lắng với bằng phách không? Anh chạy mô tô thì nó chống động nó sẽ yếu hơn xe thường một tí nha. Đừng nha, đừng nha. Ê, sợ vậy. Tôi biết ngay mà. Khó luôn á. Tới lượt tôi SO nè. Ớ, kéo theo nữa đi. Nó không nổi nữa. Xe mạnh mà lỗi thì cũng cút. Nói chung con mô tô này thì nó sẽ mạnh hơn mấy con xe Ferrari khác. Nhưng mà đổi lại là nó sẽ khó đua hơn nha. Mạnh hơn một tí thôi. Tại mấy con Ferrari mới bây giờ nó cũng khá là khỏe rồi các bạn. Mà con mô tô này đẹp nữa. Một con xe các bạn nếu mà chưa có xe xịn thì nên gọi là đăng nhập đủ ngày để lấy nha. Đăng nhập hai mấy ngày trong tháng này lần đấy. Ok, clip của mình đến đây thôi nha. Các bạn xem clip thứ hai đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho mình nha các bạn. Thôi các bạn, hẹn các bạn trong clip sau nhé. Bye bye.